Liệu bỏ ra hơn ba củ để mua một em ly bling bling siêu đẹp màu nâu ánh đồng của xì ta thì có đáng hay không? Nhưng mà đáng hay không đáng gì thì tôi cũng đã hốt về nhà để mà unboxing cho mấy bà rồi đây. Ê nhưng mà vừa mới cầm với cái hộp là tôi thấy nó hơi kỳ nha. Bỏ ra hơn ba củ mà tự nhiên hốt về một cái ly nó có một cái mùi gì đó rất là kiểu như nó vừa lạ vừa quen á cái mùi quen quen là bởi vì mỗi lần nghe cái mùi này thì thấy hơi đau ví nhá. chắc là mùi tiền á em ly này thì không có ở việt nam mà phải ở o đâu đờ từ tận ở bên thái nha tại vì ly kỷ niệm 25 năm xì thái lan mà. cái em túi đi kèm thì cũng rất là xinh nhưng mà không ai quan tâm bởi vì nhân vật chính là đây thật sự là đã nhìn hình ảnh rồi nhưng mà mở ra thì cả oh wow tại vì cái màu nâu ánh đồng này quá đẹp đi hình ảnh thì nó chỉ đẹp bằng một, một phần mười thôi còn ở bên ngoài nó đẹp lắm mấy bà ơi tính ra là tôi cũng chần chừ dữ lắm tại vì thấy em này hơi mát hơn ba cũ lắm nhưng mà xin quá cầm lòng không có nổ ấy. và với tính cách màu mè hoa lá hẹ của tôi thì tôi còn đặt riêng cho em một chiếc vương miệng đi kèm cùng màu như thế này, cái nữa. vương miệng này hay còn gọi là top bờ thì công dụng của nó là để cho cái ly nó xinh hơn thì tôi cũng chẳng có cái gì cả mà phải đặt làm riêng mười ngày mới có đó nha đây là mình đưa nó ra ngoài nắng mà coi bling bling sáng chói mà thiếu điều đeo cái mắt kính vô chứ không có lóe mắt và đúng như người ta nói đừng bao giờ cúi đầu bởi vì vương miệng sẽ rớt tỏn ừ, dễ gì mà tôi để cho rớt được bởi vì nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà đố mấy bà là cái vương miệng đặt làm riêng này bao nhiêu sàn mà cơn sóng này chưa qua cơn sóng sau đã xô tới thêm một cái tin động đất sóng thần nữa là plat sắp sửa cô lá với xì ta bút ra một bộ sưu tập ly hình ảnh rò rỉ là thấy nó đẹp bấy trái rồi lộn là bá cháy rồi đó con dân xì ta bút nào mà chịu cho nổi tôi sẽ cố gắng đi xanh để mà rè dư cho mấy bà nha vậy ha bye